Người Việt muốn chào người Việt chuẩn thì việc đầu tiên chúng ta phải làm một việc cực kỳ đơn giản, đó là gì ạ? Chào vào ai thì nhìn thẳng vào người đó. Khi chào vào ai thì chúng ta luôn phải nhìn thẳng vào người đó và nở một nụ cười thật là tươi. Chào thì chúng ta sẽ nhìn vào cái người cần chào trước. Và trong cái quá trình chào thì bảo luôn luôn là phải có chủ ngữ. Và chào đàn ông là phải chào phụ nữ trước. Đấy. Trẻ là phải chào già trước. Nhân viên phải chào cấp trên trước. Và người mới đến phải chào người cũ. Người muốn làm quen thì phải chào người mình muốn làm quen. Còn người bán hàng phải chào người khách hàng. Đó là những cái nguyên tắc cơ bản là người nào là phải nói trước. Thì đấy chính là cái nguyên tắc mình sẽ nói như vậy, là mọi người phải hiểu được nguyên tắc chào như vậy. Và khi chào thì mọi người biết là lần đầu tiên gặp có 2 đến 7 giây để gì à, tạo thiện cảm thôi. Bởi vậy chúng ta hãy nở một nụ cười thật tươi, nhìn vào người cần chào và chúng ta chào. Đừng bao giờ ngơ ngác nhìn đi chỗ khác. Đừng bao giờ giữ một cái khuôn mặt biểu cảm kém cảm xúc để chào họ. Và hãy chào bằng nụ cười thật là tươi, nhìn họ và nhớ rằng khoảng cách để chào phải là khoảng cách khi mình nói lời chào họ nghe thấy, thì đấy mới là khoảng cách đảm bảo để chào. Có những người từ rất xa chào một câu rất to nghe rất là vô duyên, có những người đến gần lý nhí rồi chào một câu. Bởi vậy chúng ta phải giữ một cái khoảng cách. Khi nào khoảng cách khoảng từ 2 cho đến 5 mét là chúng ta có thể chào, nếu ở đó gì ạ, không có tiếng ồn. Còn có tiếng ồn chúng ta tiếp cận đến sát, tay bắt mặt mừng và miệng chào.